À, thì ra chị á bị rụng tóc sau sinh, có nghĩa là chị bị rối loạn nội tiết tố. Đó, bác sĩ nói mà. Ha, mà sao mình không biết ta? Em thấy bác sĩ nói đúng á, thiếu hụt nội tiết tố. Ngoài cái vấn đề rụng tóc như của chị á, còn nhiều vấn đề khác nữa nha. Nổi cáu như nãy của chị nói nè. Nè, mất ngủ nè, da xa nám sạm đủ thứ luôn á. Chị biết sao em biết vậy không? Sao? Mẹ em cỡ tuổi chị đó. Nên là em rành lắm, cũng hay gặp những cái tình trạng giống như chị vậy đó. Dừng sao ta? Mẹ em có cách cải thiện estrogen hiệu quả từ thảo dược thiên nhiên. Vậy hả? Chờ em xíu. Đây 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 đây, tới rồi, tới rồi. Đây. Ngon lành rồi. Từ nay trở đi tụi em không cần phải có dụng cụ này để chi với ông đi lụm tóc của chị. Mẹ em nói á, phụ nữ mà tới tuổi tiền mãn kinh á là phải khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần á chị. Mình đi khám để biết mà bổ sung thêm nội tiết tố. Vì cái độ tuổi này á là thiếu hụt dữ lắm rồi. Bây giờ là chị vui rồi. Vậy là mốt là chị tự tin hát bài "Ai đứng bên bóng dừa tóc dài nhưng trong gió". Dài lại mới được. Hay quá Đạt ơi. Lưu ý để cải thiện tình trạng rụng tóc ở phụ nữ sau sinh: ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, chất kích thích, uống 2 lít nước mỗi ngày, tăng cường rau củ quả giàu vitamin và chất xơ, hạn chế tối đa dùng hóa chất thường xuyên với tóc, sấy tóc ở nhiệt độ quá cao, buộc tóc quá chặt, chải tóc khi ướt hoặc chải nhiều lần trong ngày, tránh căng thẳng, stress kéo dài, ngủ đủ giấc, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, tập thể dục đều đặn mỗi ngày với các môn thể thao như yoga, đi bộ, đi bơi. Nên massage da đầu nhẹ nhàng từ 15 đến 20 phút mỗi ngày để tăng cường lưu thông máu dưới da, giảm gãy rụng tóc. Có thể sử dụng các sản phẩm thảo dược giúp bổ sung nội tiết tố thiếu hụt, từ đó cải thiện tình trạng rụng tóc hiệu quả từ bên trong. Nên chọn sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng lâm sàng và được Hội Sản Phụ Khoa khuyên dùng.